Việc dùng âm nhạc để quảng cáo đã không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp thực phẩm hay là sữa. Gần đây thì đã có thêm cả các doanh nghiệp khác như là ngân hàng hay là công nghệ cũng đã dùng âm nhạc để quảng bá cho đơn vị của mình. Một đoạn video clip dài gần 4 phút của Microsoft Mobile Việt Nam với tiêu đề "Nhà máy của những giấc mơ" được chia sẻ trên YouTube đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn clip mô tả một nhà máy năng động, trẻ trung và đầy sức sáng tạo của Microsoft với mục đích quảng bá thương hiệu và thu hút nhân tài cho đơn vị này. Trong khi đó, một đoạn clip dài gần 3 phút do nhân viên ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank tự viết lời với nội dung mời gọi vay vốn tiêu dùng cũng thu hút hàng ngàn lượt xem trên mạng xã hội. Cả hai video đều chọn nhạc rap để thể hiện nội dung của mình, bởi rap được cho là một trong những thể loại âm nhạc rõ ràng, mạch lạc, ca từ dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thể hiện thông điệp. Việc sử dụng âm nhạc để quảng bá có lẽ sẽ ngày càng trở thành phổ biến đối với các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới, bởi âm nhạc luôn là một trong những cách thuyết phục tốt nhất để chạm tới trái tim của mọi người. Nào mình cùng nhanh tay, nào mình cùng đi vay, hãy đến với Liên.